Chào các bạn nhé, TV40H5303 nhé. Với cái lỗi là bị nhiễm sét, thấy cái anh hai bố con của anh ở trong làng mình đem ra sửa. Mình cũng không định quay video đâu, nhưng mà mình là người tháo cái tem này này. Cái tem này, tem nó cứ chữ HB là Huy Bến hay cái gì họ sửa ấy, và họ dán bảo hành nhá. Mình là người tháo nhá. Các bạn nhá. Và chúng ta sẽ tham khảo lõi bên trong nó một chút. Đầu TV này đèn hình bền lắm nhá mọi người nhá. Led nó cũng cực bền luôn. À con này có wifi thì không phải là dòng H mới bền, con này có cả bo wifi, con này có mạng đấy các bạn ạ, nhưng mạng rất chậm. Thì mình tháo ra đến đây này, mình có nhìn này. Thì có cái tem trên cái bọ A này của chuyển Palen. Cái ông này mình hay gặp trên đăng bán các thứ trên các nhóm sửa chữa TV LED plasma trên mạng ấy các bạn ạ. Ok thôi, có thể là do thợ ở đâu đó ở khu chỗ mình này, là khi mà bị lỗi bo này họ sẽ mua của cái anh chuyển này, thì nó sẽ có cái tem như thế mọi người nhé. Rồi quay ngược trở lại sang bên này thì con này đã từng sửa khối nguồn. Bởi vì tại sao mình biết là sửa khối nguồn, mình thấy con móc phét này đã cạy cái keo 704 phủ chân GDS của nó ấy, thì mình biết là sửa. Và thợ trước thì họ cũng không thay cầu chì mà họ lối dây đồng và nó đang bị lỗ rồi, bị nhiễm sét mà. Và đây là mình sẽ quay cho mọi người cái đoạn là mình tháo cái bọ A này ra xem bên trong nó có bị lỗ xuống vỏ nhá. Nhiều trường hợp bị nhiễm sét nặng ấy là nó sẽ điện áp vào đây này, nó sẽ phóng xuống cái vỏ luôn, lỗ đen cái vỏ dưới vỏ luôn các bạn ạ. Quê mình Hà Nội ấy, hôm qua rồi mưa gió dã man, sét đánh nhiều. Quê mình cũng có nhiễm sét đường điện nhưng mà nó đánh ở nơi xa, nhưng cũng mất điện rồi có điện. Thế con này chắc chỉ nhiễm sét đường điện nhẹ thôi mọi người ạ. Đây là những dòng TV đời Samsung nó bền. Còn bây giờ thì chán lắm mọi người, bây giờ hãng nào cũng chán. Đấy, nó lỗ dưới này này. Các bạn thấy không? Kiểu gì nó sẽ phải lỗ dưới bởi vì nó bị nhiễm sét mà. Này có không biết có sửa lỗi không? Nó lỗ đây này các bạn này, chúng ta sẽ thấy cái lẹt này nhá. Cố gắng để cho mọi người nhìn được cái lẹt này không. Cái lẹt lốt này như là lốt của xỉ hàn nó bắn đấy các bạn nhá. Thì cái vị trí này là cái vị trí nào? Đó chính là cái vị trí chỗ này này. Cái vị trí này nó lỗ và nó phóng dưới, nó lỗ đây nó phóng dưới nhá mọi người nhá. Như vậy là con này nhiễm sét 100% rồi và hỏng khá là nặng. Các bạn chúc mình có thể sửa được nó nhá để còn có thu nhập các bạn nhá. Bây giờ là đưa bo sang bo nguồn sang bên kia để bắt đầu sửa nhá. Đấy chưa đưa ra vội mà cho mọi người nhìn ấy, là con này đèn hình nó bền bởi vì nó có bo Techcom này. Nó bền lắm mọi người ạ, cái đồ cổ này, cái đồ đời này này. Mình cũng chẳng nghe biết là Palen nó của thương hiệu gì đâu. Ở đây này có này. Thời đấy thì thời cái model này, thời đấy thì thằng Samsung này nó chưa chuyển nhà máy sản xuất đèn hình của nó về Bắc Ninh ở Việt Nam các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ thấy này. Đèn hình của Samsung nhá, made in Malaysia nhá. Sản xuất năm 2014 các bạn ạ. Đó. Các bạn nhìn này. Con này kể cả mình không mình sửa nguồn ok mà nó không lên thì mình cũng up cho mọi người thấy cái sự bạc bẽo của nghề sửa chữa nhá. Nên cũng không biết được, nếu mà mọi người cái bác nào thợ nào mà chuyên về TV ấy thì họ sẽ có cái bo nguồn họ test thử luôn, chạy ok thì họ thay. Chứ bây giờ mình không có thì mình phải sửa. Chúng ta sẽ nhìn đến PC87 này. Các bạn thấy nó lỗ mất không? Đây này. Có hai con này chúng ta có thể so sánh được nhá. Nó lỗ này, dã man chưa? Mọi người. Lỗ bung luôn. Và nó có một cái con gì đó là lạ đây này. Cái con này nó kiểu như con giày leo. Quê mình gọi là con giày leo ấy. Nhà ẩm thấp, hai con này này. Và nó sẽ vào cơ thể người nó ngứa lắm mọi người ạ. Nó ngứa nó bị nổi lên kinh lắm. Đang soi xem hỏng hóc gì nữa không. Điện chờ tái giá. Đấy là cái ông thợ này. Ông thợ ông ấy sửa, ông ấy chơi, ông ấy... Đấy nhiều thợ sống nghề lắm. Các bạn xem kênh này thì hết giống nghề nhá. Ông ấy thay con móc phét thôi mà ông cũng mài sử cái số chỉ số đó đi. Dã man thật đấy. Đây này, ông mài sử cái gì, ông giấu cái gì để làm cái gì.
các bạn nhá, nó mất chỉ số nhá, ông ấy mài đi mất rồi nhá. Nhiều thợ giống nghề ghê, dã man lắm mọi người nhá, giống nghề kinh khủng luôn đấy. Đấy, IC có mài không? IC thì không, 3S111 thì mình cũng quen thôi, mình có đầy thì mình có sẵn đầy mà các bạn. 3S111 nhá, IC nguồn đấy, dao động ấy, nó lổ này, nó lổ cái đường này, nó lổ cái đường gì thì tí nữa để luận để xem nó lổ cái đường gì các bạn nhá. Như vậy là nó lổ cái khu này này, và con PC817 trong này có hai con, một con hồi tiếp và còn một con chế độ là bảo vệ. Mạch này là mạch nó không có, mạch nguồn này nó không có mạch, con này nó không có PFC gì cả các bạn nhá, nó không có mạch, không có nguồn mạch PFC gì cả. Do đó mà khi mà nguồn ra mà có sự cố cao ấy, vậy giả sử mạch FB nó lỗi ấy, thì nó tạo dòng chảy 1-2 của một con PC87 và nó tạo dòng chảy 4-3, và cái chân dòng chảy 4-3 đấy nó tác động vào một cái chân bảo vệ, có thể chân CS bảo vệ có dòng hoặc chân F gì đó của con 3S111 này, để cho nó ngừng làm việc. Nó không phải nó ngừng làm việc mà nó cứ chạy ngắt các bạn ạ. Con này chỉ nêu ra nguồn, chỉ biết ra nguồn bao nhiêu vôn, thôi cứ kệ đi nhá. Xem sửa được không nhá. Các bạn chúc mình đi nhá. Xem không để mất công mệt người. Mình chả có nhiều bo nên cứ phải sửa thôi để xem tình trạng nó thế nào. Nhưng mà trước khi sửa thì tí nữa mình sẽ soi bên kia xem có những cái vết nổ khác ngoài vết nổ của chỗ này không các bạn ạ. Móc phét này xem có chập không. Nhiều khi móc phét nó chả chập ấy các bạn. G này, DS này. Chập rồi. Chắc là chập thì nó mới cháy cầu chì rồi các bạn ạ. Cầu chì thợ trước họ còn chả ấy. Họ hàn dây đồng đấy các bạn ạ. Dây đồng ví dụ như con này 5A họ hàn dây đồng như là 10A thì chết toi nhá. Họ hàn dây đồng tầm khoảng 4A hoặc 2A, thậm chí 1A khi vẫn trang cắm 220 vẫn đáp ứng chạy bình thường các bạn ạ. Nên cầu chì nó là dây dẫn nhá. Bây giờ các bạn xem kênh này các bạn sẽ có một cái khái niệm ấy, cầu chì là gì. Cầu chì nó là một cái dây dẫn, nhưng mà cái dây dẫn nó phù hợp trong cái tải công suất của thiết bị nhá. Xem chập đầu ra không. Không sao đâu các bạn ạ. Nguồn đời vừa led được tải giả của bọn này đấy. Tải giả không phải tải giả hết cỡ hết nhá mọi người nhá. Mọi người nhìn này, để chống led sáng khi tắt đấy, tắt nguồn đấy, có thiết kế đấy. Rồi để mình thay pin đã, thay pin máy quay. Đây này các bạn này. Đây là một đầu con dây là mát toàn mạch nhá, thì cái xung dương đây này đi qua dây gì này nhá, được chỉnh điêu kép bởi con điếu kép này, lực lọc trên tụ này. Đây mình đoán là nguồn 13 vôn ra, ok. Nhưng nhiều đời về sau này thằng Samsung nó muốn tiết kiệm cái cộng đoạn của quần biến áp ấy, là nó chỉnh điêu dương ra đến đây rồi, nó lợi dụng cái dương đấy nó lại chỉnh điêu lối tiếp nhá, do đó rất hay chết bỏ điếu này luôn. Nhưng con này thì nó đã thiết kế thời cổ ngày xưa thì nó không bỏ cái cộng đoạn đấy, nên nó đầu ngày xưa nó xịn hơn mà. Thì đấy là nguồn cấp cho bo A và cho tất cả mọi thứ ấy. Còn đâu riêng nguồn cấp cho net driver ấy, ánh sáng lên ấy, thì cái dây này, cái chân này này, nó mát này, thì nó không khác gì cái chân này nhá. Chân này này, thì từ đây là một quận nhá, nó sẽ chỉnh lưu từ điểm này sang điểm này này mọi người này. Sau đó nó được tiếp tục chỉnh lưu từ điểm này sang điểm này. Tóm lại là hai con diode này này là chịu điện áp thấp, do đó nó đang dùng hai con diode từ A sang K, từ A sang K đấu lối tiếp nhau để chịu điện áp đánh thủ ngược là cao hơn nhá. Nó chỉnh lưu từ điểm này, tóm lại nó chỉ chỉnh lưu từ điểm này sang điểm này rồi. Nếu chúng ta có con diode chịu điện áp cao ấy thì chúng ta thay bỏ hai con này đi, chúng ta thay một con cũng được nhá. Nó chỉnh lưu sang đến đây rồi, sau đó này tiếp theo tại đây là cái cuộn dây nó lại quấn từ điểm này sang điểm này, sau đó nó lại được chỉnh lưu nối tiếp bởi hai con điếu này nữa. Như vậy là nó cộng gộp và lực lọc trên con tụ này. Đấy, đây là mình bảo xuất phát âm ở đây mà nha. Tóm lại là chỉnh lưu nối tiếp bằng 4 con điếu là lọc trên con tụ này, thì ta sẽ có nguồn led cho driver điện áp rất là cao đấy nhá. Lọc trên con tụ to này 350V 22mm nha. Mạch led driver của thằng TV Samsung này nó chuyên hạ áp chứ không phải book, nên nó chỉnh lưu ra điện áp cao lắm. Đấy, chúng ta đã thấy là nó chỉnh lưu ra rồi, thế rồi nhá. Thì khi tắt chờ thì cái mạch nguồn này nó sẽ được thông qua cái sự tác động của FB, nó sẽ giảm thấp một chút, là cái nguồn 13 nó giảm thấp.
nhưng mà là cái phần nét driver nó không có tải thì đôi khi là cái xung đỉnh của nó dâng lên cao, nó lạc lên cao và dẫn tới là bóng đèn bóng nét sẽ đôi khi thỉnh thoảng nó sẽ chớp sáng nhá. Nên do đó nhà sản xuất sẽ phải thiết kế mạch xả, mạch ghi map nó sẽ đi qua các con điện trở song song này, nó tới chân C con tràn sau này, và khi tắt chờ thì cái lệnh tắt chờ nó tác động vào cực B con này, nó sẽ mở từ C sang E này để nó giảm áp, để nó chống phù tụ này, chống xung đỉnh lên cao để sáng nét, làm chớp chớp nhá mọi người nhá, nhiều mạch. Cái thiết kế kiểu này mình đã từng gặp ở monitor máy tính, màn hình máy tính ấy, nó cũng thiết kế cái kiểu giảm kiểu như này, bởi vì cái phần FB ổn định áp nó ổn định trên cái đường 13V này ra cơ chứ không phải trên cái đường này mọi người nhá. Thôi hiểu rồi, bây giờ mới bắt đầu mình làm xem có kiếm được thu nhập không. Mình nói rồi, mình có không làm được thì mình cũng up cho chúng ta tham khảo cái sự, nó gọi là cái gì nhỉ, kiểu như đi làm không công ấy các bạn, đi làm không công thì thực tế là mình làm mà không được thì đúng là không công. Chỉ hy vọng là các cái video này thì nhiều người xem thì mình được một ít tiền quảng cáo từ YouTube, nhưng mình phát hiện ra mình làm những cái video nó liên quan đến TV này thì rất ít người xem luôn các bạn ạ. Không hiểu sao mình làm về video về TV thì ít người xem, video liên quan đến chế cháo thứ thì lại nhiều người xem các bạn ạ. Con IC này thì chắc chắn là chết rồi, không nói làm gì nhá, bỏ luôn nhá. Và kiểm tra mọi thứ một chút đã. Và con móc phét này thì mình đang đoán là 13L60 là cùng, mình táng cho tận 20L. Đây, mình có một cái lô 24L mình chơi cho con đấy cho nó khỏe. Thực ra chúng ta lắp 10L mà nhà khách điện áp không thấp, tức là không phải 100V. Anh thiết kế, chúng ta sẽ hiểu rằng là anh thiết Samsung, anh thiết kế là cái nguồn này điện áp chúng ta cắm điện áp 100V là nó vẫn chạy được bình thường các bạn nhá. Khi đó này con MOSFET này phải chịu được nước đấy, tức là giả sử như con MOSFET này là đang nhà sản xuất đang lắp là con 16L60 chẳng hạn đó, thì khi mà điện áp mà thấp ấy, thì là dòng chảy của nó rất là cao, còn khi điện áp mà 220 thì dòng chảy nó rất là thấp. Thì chúng ta có thể lắp con 10N chẳng hạn thì cắm ở 220 vẫn chạy bình thường. Mình nói lằng nhằng lắm, không biết mọi người có hiểu ý mình nói không. Xem có con tụ nào lỗ không, tôi để soi bên kia trước đã. Đây là con zin này, còn đây là con mình có nhá, mình tìm được một mấy con này liền này. Zin gọi bản của nó trên thân nó ghi là 3S111 nhá, hoặc là một số loại nó chạy 3S110. Thì một số loại thì nó lại chạy là 1S311 như mình đang có kìa. Tóm lại là mình vào Google mình tra ấy, thì chỉ có data set của con này thôi các bạn ạ. Chỉ có data set của con 1S311 này thôi. Và do đó ngày xưa mình có mua con này, về mình thay thế cho con này thì thay nó vẫn ok thôi các bạn nha. Con này mình có cả giá máy lẫn mua chính hãng các bạn ạ, cái con này này. Còn con này thì mình không có, không phải là không có, mình chưa tìm ra. Chắc chắn là mình có đấy, ngày xưa mình sửa cái nguồn Samsung này nhiều mà. Thì nó có cái chân, con này nó có chân 3, còn con này nó không có chân 3, nhưng mà chân 3 của con này cũng là si bỏ trống. Thế đây là thôi không để cầm như này nữa, nó nổ nhiều nó nhá mọi người nhá, để xem có phục hồi được không. Nổ hết cụm này này. Con PC này cũng nổ này, chưa rõ là con PC của phần hồi tiếp hay phần gì, tí nữa để xem. Các bạn vào Google các bạn search ấy, thì các bạn không tìm được dataset của con 3S111 hoặc 110 này đâu. Chỉ có là dataset là những cái web họ chụp ảnh, cái sơ đồ họ đăng lên thôi, chứ không có dataset của nhà sản xuất. Mình có ngồi tìm mình không thấy các bạn ạ. Nhưng con SC1S111 thì chân càng giống hệt. Thì chúng ta thấy có dataset của hãng Sanken các nhá, hãng Sanken sản xuất. Và chúng ta có dataset thì chúng ta sẽ biết được chức năng, các chức năng chân của nó y hệt như hai con này, y hệt nhau. Chỉ có điều ấy là cái con mình đính chính cho mọi người, cái con này nguồn Samsung và một số nguồn nó vẫn của TV nó vẫn dầu chạy nhá, nó vẫn có nhá mọi người nhá. Có điều ấy mới hơi đặc biệt ấy là cái con này nó chạy cái tần số FOSC của nó ấy. Tần số hoạt động của nó chỉ có 21 kHz thôi, chứ không cao như 65 kHz đâu. Mày thấy lạ như thế các bạn ạ, nó chỉ chạy có 21 thôi. Thì cái bọn trên này thì chắc nó cũng chỉ thế thôi các bạn nhá. Đó là ý mình đang muốn nói đây là hai con này khả năng sẽ thay tương đương cho nhau được nhá các bạn nhá. Còn bây giờ bắt đầu tiến hành làm. Đây này, mình nhặt ra này này, một con mới này, một con bóc máy của những cái nguồn tivi hỏng mình phá ra ấy, các bạn. Nên nó có sơn dưới này. Là cái chính là cái mã dưới này nhá, còn mã trên này mình chả tìm được.
mã trên ngày trước mình mua đấy, nhưng mà mình chả biết mình vứt đâu, mình cứ vứt quăng này nè, và IC nó bé này nè, nó sẽ nằm ở trong cái túi này nè, do đó nó cứ rơi đầy ở đây này. Trong này có fan 7530 này, rồi SU đủ các thể loại IC nguồn của thằng Samsung và của các loại hãng IC dao động đấy các bạn ạ. Chân 1 đó là chân FB. Đó. Đấy, đi vào con bị lỗ. Con PC bị lỗ. Chân 2 của nó gọi là chân BD các bạn ạ, nó có cầu phân áp từ VCC đưa xuống nó. Chân đấy nó như chân bảo vệ ấy, thì trong dataset của nó ấy, thì là nó sẽ lấy cái xung dương ở cái quận mà tạo ra nguồn nuôi, đưa phân áp qua DZ các thứ đi về nó. Nhưng hiện tại là cái chân này đang được dập mát ấy. Đi qua con không ôm vào sang chân 8 là chân dập mát các bạn ạ. Chân 3 không có, còn chân 4 ấy là chân chân ST là chân start đi, chân khởi động đi, thì nó từ cái nguồn 300V này này. Nó phân áp qua điện trở đi vào khoảng gọi những chân mồi, chân khởi động ban đầu nhá. Còn chân 5 của nó là chân sung ra, sung ao ra để kích MOSFET ấy, thì sung ra chúng ta sẽ nhìn này. Sung ra nhá, nó sẽ có con sung ra đây này, nó được gầm qua con này, nó đi tới đây này, đó. Nó sẽ tới đây, nó sẽ đẩy qua con 101, tức là con 100 ohm nha, đẩy qua con 100 ohm này, đi qua cái này như là một cái dây dẫn thôi, nó là một cái dây sắt, sau đó được xỏ khuyên thôi nha, đây này, để chống kiểu như là xung nhiễu ấy. Tóm lại là xung ra đây mà mức cao để móc phát mở ấy, thì đẩy được hạn qua con 100 ohm này tới chân G mở, thì có 10k khóa tính nha, từ G sang S mà mọi người ạ. Thì để mà khóa nó thì cái chân này sẽ được dập về mát ấy. Thì cái điện áp tổng dư tại trên G ấy, nó đi này, nó đi qua 100 ohm rất là khó, nội trở cao. Do đó nó sẽ đi từ đây sang đây là đi qua con điện trở là 10 ohm thôi nha. Sau đó đi từ A sang K con diode 4148 đấy, diode đấy. Để tóm lại là cái thời gian xả để khóa MOSFET là nó có hạn nội trở có 10 ohm thôi, còn được thời gian đẩy ra thì nó là 100 ohm nha. Đấy, chúng ta đã biết thì chân này rồi. Tiếp tục là đến chân số 6. Chân số 6 trên sơ đồ nó ghi chân là OCP. Chân OCP là lấy điện áp trên con điện trở bảo vệ quá dòng ở chân S của MOSFET để về mát, để bảo vệ, tức là bảo vệ, nó liên quan đến bảo vệ quá dòng đấy các bạn ạ. Đây nha, cố lần nhá, đang để như này các bạn vẫn nhìn được nhá. 300V này, đi từ đây sang đây này, cụm dập xung ngược này, từ D này, đóng ngắt này, dòng chảy từ D này sang S này, đi qua hai con điện trở song song nhau để điện trở có dòng đấy, để về mát nhá. Thì cái điện áp rơi như này, nó sẽ vòng như này, nó đi qua con 1K này để đi vào nó nhá, tụ dập xung nhiễu, tụ là hai tụ nối tiếp nhau dập xung thôi, như tụ chân VC nó làm như thế, kệ nó thôi, do Samsung nó thiết kế lằng nhằng, tụ SMD chỉ điện áp thấp mà. Thì tóm lại là nó lấy điện áp rơi nó đưa về nha, để bảo vệ. Tất nhiên là trong quá trình chạy mà trong ngưỡng chịu đựng ok thì là cái điện áp đưa về đây là thấp, con IC này sẽ hoạt động bình thường. Khi mà có sự cố chập tải đầu ra này, là tải nặng quá, cái điện áp thấp quá mà nó hoạt động ngưỡng mà điện áp rơi cao ấy, thì nó sẽ bảo vệ nhá. Đấy là cái bảo vệ quá dòng khi mà dòng chảy lớn. Còn đây nó cũng khi nó bảo vệ điện áp cao, điện áp FB lỗi mà điện áp đầu ra 13V ra cao ấy, thì nó cũng tác động vào cái chân đấy, thì nó tác động như này này. Đây là những cái video mình có không, mình nói rồi mình có không sửa được thì mình cũng chia sẻ lên kênh để cho mọi người biết được, là khi các bạn mà đang làm cái bo mạch này này, các bạn mà khi tìm kiếm được cái video này mà các bạn ngồi các bạn trải nghiệm xem ấy, thì các bạn sẽ hiểu nó hơn nhá, hiểu theo ý của mình nhá, với cái thằng mà nhiều người hay phong mình là thánh nguồn sung các bạn ạ. Thì khi mà điện áp ra cao nhá, nó sẽ tràn qua được con DZ, nó sẽ tạo dòng chảy 1-2 của con PC mà không bị lỗ này, thì tương đương nó sẽ tạo dòng chảy từ 4 sang 3 nha các bạn ạ. Thì cái nguồn này, đây là cái xung dương chỉnh lưu này, là lọc trên tụ hóa, là tăng nguồn VC cho IC đấy. Nó sẽ đi qua dây này, nó đi qua con điện trở này, nó vào chân 4. Tóm lại là cái điện áp cao tại chân VC, tại chân con dương con tụ này, nó sẽ hạn qua điện trở, nó đổ từ 4 sang 3 và nó vòng và nó xông thẳng vào cái chân số 6 là chân OCP, chân bảo vệ quá dòng đấy nhá các bạn nhá. Tóm lại là điện áp ra, ôi dồi ôi, trên này thì liệu có sửa được không các bạn. Ôi dồi ôi, bây giờ mới nhìn này các bạn ơi,
Bây giờ mới nhìn nó nổ hết cả cái quan điện trở chỗ này luôn này. Ôi dồi ôi, dồi, ôi trời. Thôi trẻ nhé này, thôi bỏ không làm nữa à các bạn. Nó nổ quá kinh khủng các bạn ạ. Thôi thế này thì thôi mình kết thúc sớm, mình không làm nữa. Bởi vì mất công, mình nghĩ là nó sẽ nổ bên như này thì nó sẽ chết trong cả boa rồi. Thôi mình nói nốt, mình nói nốt rồi mình cũng không làm nữa. Bởi vì mình làm đến đây rồi mình mới nhìn thấy nó hỏng quá nặng các bạn ạ. Tí nữa mình cố gắng zoom cho mọi người xem cái đoạn này. Thôi cho mọi người hiểu cái bản chất của cái con này đã nhá. Thì nó chảy từ, nó sẽ đổ từ cái nguồn dương ấy ngược trở lại và thẳng trên đấy. Thì chúng ta sẽ hiểu rằng khi điện áp ra cao, nó cũng tác động vào chân bảo vệ quá dòng này, thì con IC cũng chuyển trạng thái chạy, chuyển trạng thái ngắt nhá. Nó ngắt thì nó sẽ mất áp đầu ra, thì điện áp thấp thì nó lại khởi động, nó lại chạy. Nó chạy nhưng mà cái mạch bảo vệ này nó vẫn phát hiện ra là điện áp cao, nó vẫn có dòng chảy 1-2 này, thì nó lại ngắt tiếp, nên nó cứ nhấp nhả các bạn nhá. Nó như là chập tải đấy. Chúng ta thấy mình sửa TV Samsung này mà bị chập led ra vỏ ấy, dẫn tới là cái nguồn led driver nó bị chập ấy, dẫn tới là dòng chảy tải nó nặng đấy, dẫn tới dòng chảy nó lớn này, nó cũng chắc ngắt nhả đấy nhá. Lúc đấy thì là cái điện áp trên con đường này đưa về, trên con điện trở này đưa về là cao và nó cứ ngắt nhả. Nó cao quá thì nó sẽ nén độ rộng xung lại, thì dẫn tới là nguồn ra giảm, thì coi như không phát hiện chập nữa, thì bắt đầu là nó lại tăng độ rộng xung lên, nên nó cứ ngắt nhả thế các bạn ạ. Rồi tiếp tục nói thêm cho mọi người một chút nữa, để con này mình kết thúc sớm rồi, mình không làm nữa, và con này hỏng nặng rồi, giả khách rồi. Các bạn đã biết được chân số 6 rồi nhá. Còn chân số 7 là chân VCC. Thì chân VCC thì chính là cái quận này này. Cái quận từ đây đến đây này. Nhá. Thì đây là mát rồi, chúng ta thấy âm tụ này, âm tụ hóa này. Con tụ hóa này tụ là nguồn cho nó đấy các bạn ạ. Ở xung dương đây này sẽ được chỉnh đi qua diode này nhá, lọc trên con tụ hóa này. Sau đó là đi qua con 22 ohm này. Nhá, đi tới đây. Lọc nối tiếp bởi con tụ này, con tụ này chúng ta nạp con tụ hóa 10mm đây được. Chúng ta hiểu con tụ hóa này, con tụ SMD này là cái điện áp chịu đựng nó thấp. Do đó mà nhà sản xuất họ đã sử dụng hai con mắc nối tiếp nhau. Thì ví dụ như mỗi con này là 10mm chẳng hạn, 10mm mà chịu điện áp có 10V thôi chẳng hạn, thì nó sẽ là thành một con tụ, hai con này đối nối tiếp nhau ấy, thì nó sẽ tạo một con tụ thành một con tụ 5mm nhưng mà điện áp chịu đựng tận 20V nha. Samsung hay làm như này lắm nhá mọi người nhá. Thì nó lọc đấy, nó lọc ở đây trước, sau đó đi qua con 2220 này, nó lọc ở đây tiếp, nó hạn qua tiếp, sau đó nó lọc ở đây, rồi nó đi vào chân VC, đó là chân số 7 đấy các bạn nhé. Còn chân số 8 là chân GND rồi, đây chân số 8 này này là thoát mót cho bộ tọa dao động ấy. Đấy, đi qua không ôm này, nó tới âm tụ này và là âm toàn mạch nhé. Còn đây cho mọi người xem là mình trả khách thôi, cho họ đi kiếm được cái nguồn nào họ thay thôi, chứ con này mình nghĩ là trên BOA thì cũng sẽ có sự cố cho mình xem. Chờ mình zoom lên cho mọi người nhìn nhé. Chắc chắn này là cái xung xét ấy, nó đã phóng từ 43 này, phóng chập của PC87 này, nó phóng đưa sang được bên thứ cấp nha. Nó phóng, nó cách ni nhau nhưng nó đã phóng sang bên này được rồi. Nó phóng bên này được rồi và nó đi sang bên này, và nó sẽ tìm đường về đất, về cái vỏ sắt ấy, rồi đi mọi thứ ấy. Con điện trở này nó lổ tan tành nha mọi người nhá. Con điện trở này nổ này, rồi con điện trở này nó nổ này, rồi con chan to này này, con chan to nó sẽ như con này nhá, ba chân này nó đã lổ nứt vỡ hết ra rồi này. Tiếp tục này nó phá tiếp, con chan to này cũng nổ tinh bành nữa này, mọi người nhìn thấy không? Như vậy chúng ta có thay con này, có thay con này nó sẽ không được đâu, bởi vì mình khẳng định ấy, nó đã đưa cái điện áp cao, sốc cao sang bên thứ cấp này rồi ấy. Giả sử xét nó đánh là chỉ bị nằm chết ở bên sơ cấp thôi thì mình sẽ sửa lại, nhưng mà nó đã đưa cái điện áp cao bên thứ cấp này rồi, nó phá rất nhiều linh kiện và có thể nó sẽ được ngược lên BOA, và bởi vì BOA GND của BOA nó được lối cái vỏ sắt mà, thì nó sẽ phá rất kinh khủng các bạn nhá. Chúng ta hiểu những con điện trở này nó đã nổ kinh khủng như kia rồi thì là cái xung xét nó kinh khủng lắm mọi người ạ. Nên may mắn thì BOA sống thì có thể sửa được, nhưng mà phải test được đã. Như con này thì mình có sửa nguồn, với chết như này thì mình sửa nguồn rất vất. Đây mình chỉ có giả khách thôi, bảo khách là thử đi tìm thợ nào đó họ có cái bo này, họ test thử xem bên kia còn sống không thì thay bo thôi. Còn đâu nếu mà hỏng chỉ có trên cái cụm này thôi thì mình sẽ làm một bình thường nhé. Nó đã hỏng cả bên thứ cấp rồi, nên để soi bên bo A một chút nữa xem nào. Cái TV này thì mình nghĩ là có DVT2, họ cắm anten này, và không phải bị đánh theo đường anten đâu, và đây là đánh đường điện nhé. Đường điện nó vào nó phá đấy các bạn ạ. Cái này là cái bẩn thôi, nhưng mà các bạn nhìn nhá,
Chẳng nhẽ là họ cắm cả cổng HDMI sang cho cái thiết bị khác à? Chúng ta sẽ nhìn này, cái cổng này chắc cổng HDMI cắm nên nó đã nổ đây này. Nó đã lổ trong đấy nhá, và chúng ta thấy thấy cái chỗ này cũng đã lổ rất kinh khủng rồi này. Đây là cắm cả vào cổng HDMI đấy nhá. Chắc chắn là có một cái cổng này đang cắm. Những cái cổng khác thì không sao. Nó cắm dẫn tới nó sẽ phóng từ bên sơ cấp của cái bộ nguồn kia kìa, là đang cắm ổ TV đang cắm mà. Nên mình bảo rồi, khi mất điện nên rút TV ra, nên mình đêm hôm mình vẫn phải rút TV nhà mình ra là như vậy mà. Nó không đánh vào đường nhà mình đâu mà đánh vào đường điện ấy. Nó sẽ đi vào cái bo này. Sau đó nó sẽ đi qua những cái vết nổ này để nó đi vào đây, để nó đi sang thiết bị kia, để nó đi tìm cách nó về đất hoặc tìm cách nó về cái dây trung tính các bạn nhá. Do đó nó lổ đấy, như lại vậy là mình sẽ không làm ăn gì được. Đấy, may mắn là nhìn kỹ cái mình đã kết thúc video sớm đấy các bạn. Đây cho mọi người cái trải nghiệm là bị nhiễm sét dẫn tới là hỏng hóc la lặng như nào. Con này chắc chỉ bán sắt vụn thôi, không làm ăn gì nữa. Ai đời bây giờ đi thay cả bo A, rồi thay cả bo nguồn, rồi ra nó lại đưa lên, nó lại chết cả đèn hình nữa ấy. Nó phóng cả trong đèn hình như chơi ấy các bạn nhé. Nó lên bo Tecom ấy. Như vậy là mình nhìn thấy hai chỗ lỗi, để tìm xem còn chỗ nào được không. Chỉ nhìn thấy hai vết nổ chỗ này thôi, vết nổ chỗ này và vết nổ chỗ này thôi. Thì có cái bác nào mà không hiểu ấy thì bảo là nó nổ như thế thì cứ rửa sạch thay những con linh kiện chết đi là được. Thì mình đính chính cho mọi người, đây là các bạn nhìn bằng mắt thì các bạn thấy nó nổ được. Nó sẽ có rất nhiều những cái con linh kiện nó chết mà nó không nổ nhá mọi người nhá. Do đó mà có thay được những cái con mà chúng ta nhìn bằng mắt được rồi, thì những cái con chúng ta không nhìn bằng mắt ấy thì chúng ta cũng chả nhìn được các bạn ạ. Nhìn bằng mắt được thì thấy những cái con điện, con chan to, con gì nó lổ thành mất một đoạn này này thì chúng ta nhìn bằng mắt được nhá. Nhiều con như con chip này nó chết bên trong, chip vi xử lý nó chết bên trong, thì các bạn có nhìn bằng mắt được không? Các bạn phải thay nó lỗ lốt à. Thôi kết may mà nhìn đang dò cho mọi người về cái mạch nguồn xung này, định làm phía đường trên này chức năng ấy, thì bắt đầu là nhìn được là như thế này đấy. May mà nhìn được lại không này, cứ đâm đầu mình làm cái khối này xong thì không phụ này mất công mệt người nhá. Thôi cất IC, cất PC 817 đi các bạn nhá. Video đến đây là kết thúc nhá. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Chào các bạn.